bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X. Bạn hãy bấm vào nút bắt đầu để vào bài học nhé. Trong khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu về các nội dung sau đây. Tác hại của stress oxy hóa làm đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vai trò của năm màu sắc dưỡng chất thực vật hỗ trợ bảo vệ chống oxy hóa cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X giúp kích hoạt phòng vệ, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Mời bạn bấm qua trang sau để vào bài học. Bạn đang sống trong môi trường năng động và bận rộn. Hàng ngày, bạn thường xuyên đối mặt với những việc như thường xuyên thức khuya để hoàn thành các dự án của công ty, di chuyển liên tục cho những chuyến công tác, xây dựng mối quan hệ thông qua những bữa tiệc có rượu bia và nồng nặc khói thuốc lá. Cơ thể ít vận động vì vào thời gian rảnh, bạn bị cuốn hút bởi các trang mạng xã hội hay những bộ phim hay. Bên cạnh đó, môi trường bạn sống ngày càng bị ô nhiễm. Thêm vào đó, nguồn thực phẩm không đảm bảo an toàn và không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể bạn. Và đến một ngày, bạn chợt nhận ra những dấu hiệu của tuổi già đang xuất hiện một cách rõ rệt so với độ tuổi của bạn. Nguyên nhân gì đã khiến cho cơ thể bạn bị lão hóa một cách nhanh chóng như vậy? Chính những yếu tố như thức khuya, di chuyển nhiều, uống rượu bia hay hút thuốc, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng, sống trong môi trường ô nhiễm và ít vận động, làm sản sinh quá mức gốc tự do, gây nên tình trạng stress oxy hóa, khiến cho cơ thể bị lão hóa nhanh chóng. Vậy, stress oxy hóa là gì? Trước hết, oxy hóa là quá trình tự nhiên diễn ra ở mọi tế bào sống, bao gồm cả cơ thể con người, và gây nên những thay đổi trong tế bào. Mượn ví dụ minh họa về quả táo để hiểu rõ hơn về điều này. Mặt cắt của quả táo tiếp xúc với oxy không khí chuyển sang màu nâu. Đây chính là quá trình oxy hóa. Càng tiếp xúc với oxy không khí càng lâu, mặt cắt quả táo càng trở nên xỉn màu hơn và bắt đầu hư hỏng. Tương tự, tế bào bình thường khỏe mạnh khi bị oxy hóa hay bị tấn công bởi các gốc tự do sẽ dần bị tổn thương. Và khi quá trình tích lũy tổn thương quá mức gây ra tình trạng stress oxy hóa trong cơ thể. Vậy gốc tự do là gì? Đây là phân tử bình thường, khỏe mạnh, ở trạng thái cân bằng với các cặp electron. Còn đây là phân tử không bình thường, bị thiếu hụt một electron, khiến cho phân tử này ở trạng thái mất cân bằng và hình thành nên một gốc tự do. Hình ảnh gốc tự do với khuôn mặt không vui chút nào khiến chúng ta hình dung chúng sẽ gây tổn hại cho tế bào, mang lại nhiều bất lợi cho cơ thể. Gốc tự do được sinh ra không ngừng thông qua quá trình thở, tập luyện, chuyển hóa thức ăn. Gốc tự do trong cơ thể hoạt động rất mạnh mẽ, sẵn sàng tương tác với một phân tử bên cạnh để cướp về một điện tử cho đủ đôi đủ cặp. Kết quả là phân tử bị cướp lại trở thành gốc tự do và bắt đầu đi tìm kiếm điện tử ở một phân tử khác. Điều này tạo ra một chuỗi phản ứng hóa học và gây nên stress oxy hóa. Vậy làm thế nào để dập tắt được hoạt động quá mức của các gốc tự do? Đó chính là nhờ vào các chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa hoạt động bằng cách dừng chuỗi phản ứng phá hủy do gốc tự do gây ra. Nhờ vậy, chống lại ảnh hưởng của quá trình stress oxy hóa. Chúng tương tác và trung hòa các gốc tự do bằng cách nhường điện tử cho chúng một cách rất an toàn trước khi các gốc tự do phá hủy tế bào. Chất chống oxy hóa được cơ thể sinh ra và được bổ sung từ nguồn thực phẩm như rau củ quả nhiều màu sắc. Thực tế, chẳng có vấn đề gì khi gốc tự do tồn tại trong cơ thể với số lượng hợp lý. Bởi vì gốc tự do rất cần cho sự sống để tham gia điều hòa nhiều chức năng sinh lý quan trọng của cơ thể. Chẳng hạn, khi ta bị tấn công bởi vi khuẩn hay virus, cơ thể sẽ sản sinh gốc tự do để tiêu diệt chúng. Vấn đề chính ở đây chính là gốc tự do sinh ra quá mức gây áp đảo cơ chế bảo vệ chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, khiến cho tế bào bị tổn thương, gây thiệt hại gen. Khi gen thay đổi, khiến cho tế bào thay đổi và gây nên những vấn đề sức khỏe mãn tính. Có thể nói sức khỏe của chúng ta tốt hay không là phụ thuộc vào sự cân bằng của gốc tự do và chất chống oxy hóa. Tóm lại, stress oxy hóa là stress sinh lý của cơ thể được tạo ra bởi những tổn thương được tích lũy do các gốc tự do gây ra, mà không được trung hòa hoặc vô hiệu hóa thích đáng
bởi các chất chống oxy hóa. Quá trình này có liên quan đến quá trình lão hóa. Vậy, nguồn gốc gây ra stress oxy hóa là gì? Nguồn gốc gây ra stress oxy hóa gồm có hai nguồn, ngoại sinh và nội sinh. Ngoại sinh là do các yếu tố bên ngoài sinh ra như sử dụng nguồn nước ô nhiễm, hút hoặc tiếp xúc khói thuốc, sử dụng rượu bia, tiếp xúc ánh nắng mặt trời quá mức. Ô nhiễm khí thải từ phương tiện vận chuyển, ăn nhiều thức ăn chiên xào, tiếp xúc với khí ô nhiễm từ các nhà máy. Nội sinh là do cơ thể sinh ra khi tham gia điều hòa nhiều chức năng sinh lý quan trọng của cơ thể, thông qua các hoạt động của ti thể, phản ứng enzyme, hệ thống miễn dịch. Việc sản xuất quá mức các gốc tự do trong cơ thể là nguồn gốc gây ra tình trạng stress oxy hóa. Stress oxy hóa sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim, mạch vành, xơ tim, cao huyết áp, thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim, não, Alzheimer, Parkinson, tự kỷ, đau nửa đầu, đột quỵ, chấn thương, ung thư, thận, bệnh thận mãn tính, viêm thận, khớp, viêm khớp dạng thấp, mạch máu, tiểu đường, lão hóa, mệt mỏi mãn tính, hệ miễn dịch, viêm mãn tính, rối loạn tự miễn, lupus, viêm ruột, đa xơ cứng, ung thư, phổi, hen suyễn, phổi tắc nghẽn, dị ứng, suy hô hấp cấp, ung thư, da, lão hóa da, bị cháy nắng, bệnh vẩy nến, viêm da, u ác tính, và mắt, thoái hóa điểm vàng, thoái hóa võng mạc, đục thủy tinh thể. Người xưa có câu, sức khỏe là vàng. Có sức khỏe, chúng ta không những có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, mà còn có thể thực hiện tất cả những điều mà chúng ta mong muốn như thành công trong công việc, chinh phục các đỉnh núi, đi du lịch, các mối quan hệ. Nhưng khi cơ thể bị lão hóa, bệnh tật nhiều hơn, làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề và khó khăn hơn. Nghiêm trọng hơn, những điều mà chúng ta mong muốn cũng dường như đang sụp đổ. Vậy chúng ta cần làm gì để ngăn chặn stress oxy hóa và làm giảm sự lão hóa của cơ thể? Hãy tăng cường bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất, đặc biệt là dưỡng chất thực vật từ các loại rau, củ, quả nhiều màu sắc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo, mỗi ngày chúng ta nên ăn từ 5 đến 9 khẩu phần rau, củ và quả tương đương với khoảng 400 gram đến 720 gram. Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc năm 2004 cho biết, tăng cường tiêu thụ trái cây và rau quả để phòng các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường và béo phì, cũng như để ngăn ngừa và giảm bớt sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng. Khi chúng ta ăn rau, củ, quả nhiều màu sắc, chúng ta sẽ nạp vào cơ thể các dưỡng chất thực vật, hay còn gọi là phytonutrient. Chính những dưỡng chất tự nhiên này tạo nên màu sắc cho rau, củ, quả, giúp bảo vệ cây trồng trước những tác nhân bất lợi từ môi trường. Dưỡng chất thực vật đóng vai trò là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể và duy trì hoạt động tối ưu của các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Dưỡng chất thực vật phytonutrient bao gồm 5 nhóm màu chính với 5 chức năng khác nhau. Rau củ quả màu xanh giúp tăng cường sức khỏe tế bào. Rau củ quả màu trắng giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Rau củ quả màu cam giúp tăng cường sức khỏe mắt. Rau củ quả màu đỏ giúp tăng cường sức khỏe tim. Rau củ quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe não bộ.
Một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2017 đã chỉ ra, người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ ăn rất ít rau. Họ chỉ ăn khoảng 170-200g mỗi ngày, bằng 1/2 mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thêm vào đó, thực trạng rau củ nhiễm bẩn, trái cây nhiễm hóa chất bảo quản ở Việt Nam hiện nay đang là vấn đề khiến người dân hoang mang. Theo báo cáo dưỡng chất thực vật toàn cầu được tiến hành bởi Viện Sức khỏe Nutrilite vào năm 2014, khi so sánh với các khu vực khác trên thế giới, châu Á có mức tiêu thụ thấp hơn các loại rau củ quả màu đỏ, cam và tím. Ngoài ra, ở châu Á không có nhiều sự đa dạng của các loại berry và các loại quả màu tím, đồng thời chúng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 10% so với tổng lượng quả trên thị trường châu Á, từ đó làm gia tăng thiếu hụt rau củ quả màu tím. Từ những thực trạng trên, chúng ta nhận thấy rằng thật khó để duy trì việc ăn rau củ quả sạch, an toàn với đủ lượng và đa dạng về màu sắc cho cơ thể. Điều này dẫn đến việc thiếu hụt các dưỡng chất thực vật, đặc biệt là các dưỡng chất thực vật màu tím, từ đó gia tăng stress oxy hóa và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Vậy, đâu là giải pháp cho chúng ta? Để giúp chúng ta ngăn chặn sự lão hóa và cung cấp đủ dưỡng chất thực vật cho cơ thể, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X, giúp kích hoạt phòng vệ, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Sản phẩm có công thức đột phá, cung cấp cho cơ thể đa dưỡng chất, bao gồm 12 vitamin, 10 khoáng chất và cân bằng 5 màu sắc dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ và thảo mộc. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và giảm lão hóa. Sản phẩm chứa hỗn hợp độc quyền Phytorotet, bao gồm nghệ, hương thảo, đậu fava dianta. Theo khảo sát của Euromonitor, Nutrilite Double X là sản phẩm đa vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật từ 5 màu sắc bán chạy số 1 thế giới. Điều gì đã làm cho Nutrilite Double X được nhiều người tin dùng đến như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Double X được áp dụng khoa học đột phá. Thông thường, lão hóa sẽ được diễn ra theo quy trình sau. Cơ thể chúng ta, với các nguyên nhân về nội sinh và ngoại sinh, sẽ sản sinh ra các gốc tự do. Quá nhiều gốc tự do dư thừa trong cơ thể sẽ dẫn đến stress oxy hóa. Và cuối cùng, làm cho cơ thể chúng ta bị lão hóa và có nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Các nhà khoa học Nutrilite đã nghiên cứu và kết luận rằng cần phải có sự cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa để có sức khỏe tối ưu. Với các kiến thức khoa học hiện nay cho biết, các chất chống oxy hóa có thể giúp trung hòa các gốc tự do và dập tắt stress oxy hóa trong cơ thể chúng ta. Đây được gọi là phương pháp bảo vệ phản kháng. Nhưng thường, cơ thể chúng ta không có đủ chất chống oxy hóa để cân bằng với các gốc tự do. Các nhà khoa học Nutrilite là những nhà khoa học đi đầu trong nghiên cứu dưỡng chất thực vật, đã ứng dụng khoa học đột phá, khám phá phương pháp bảo vệ chủ động nhờ vào một số các dưỡng chất thực vật đặc biệt, giúp kích hoạt cơ chế bảo vệ chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể để ngăn ngừa sự dư thừa các gốc tự do. Với sự kết hợp của phương pháp bảo vệ phản kháng và phương pháp bảo vệ chủ động, giúp cơ thể đạt được trạng thái cân bằng, sản phẩm Double X ứng dụng khoa học đột phá với sự kết hợp mang tính cách mạng của các vitamin, khoáng chất thiết yếu và các dưỡng chất thực vật nhằm kích hoạt cơ chế bảo vệ chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, giúp chống lại các gốc tự do dư thừa và tăng cường sức khỏe. Dưỡng chất thực vật là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, các vitamin, khoáng chất cũng đóng góp vào thuộc tính chống oxy hóa của sản phẩm. Tuy nhiên, câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm ở đây đó chính là bảo vệ chống oxy hóa chủ động với hỗn hợp Phytoprotect độc quyền được cấp bằng sáng chế. Trước khi tìm hiểu về hỗn hợp Phytoprotect, hãy cùng điểm lại khoa học dưỡng chất thực vật tiên tiến mà các nhà khoa học Nutrilite đã áp dụng, bao gồm hai phương pháp: bảo vệ chủ động với các dưỡng chất thực vật đặc biệt giúp bảo vệ chủ động trước các gốc tự do trong cơ thể,
bảo vệ phản kháng với các dưỡng chất thực vật chống oxy hóa, giúp dọn dẹp và trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp bảo vệ chủ động với hành trình phát triển hỗn hợp độc quyền Phytorotec nhé. Các nhà khoa học Nutrilite đã tiến hành hơn 20.000 thử nghiệm, sàng lọc hơn 1.000 chiết xuất thực vật, từ đó khám phá chiết xuất hương thảo, nghệ và đậu fava dianta là những chất chiết xuất có thuộc tính bảo vệ tế bào tự nhiên. Nhưng khi kết hợp các chiết xuất này theo tỷ lệ nhất định trong các thử nghiệm ở phòng thí nghiệm, một sự hiệp lực đã xảy ra. Đáp ứng thí nghiệm của hỗn hợp 3 chiết xuất này vượt trội hơn của từng chiết xuất đơn lẻ và hơn đáp ứng mong đợi. 3 chiết xuất thực vật kết hợp với nhau trong công thức độc đáo này được gọi là hỗn hợp Phytorotec. Vậy các thành phần trong hỗn hợp Phytorotec có nguồn gốc từ đâu? Hương thảo được canh tác hữu cơ ở nông trại chứng nhận NutriSearch trong môi trường hoang dã ở vùng núi Atlas thuộc miền Bắc Maroc. Hương thảo được trồng khắp nơi trên thế giới, nhưng Nutrilite lựa chọn hương thảo trồng ở vùng núi Atlas vì những điều kiện khắc nghiệt mà cây đang đối mặt như nhiệt độ cao, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cường độ cao, ít mưa. Dưới điều kiện khắc nghiệt này, hương thảo tạo ra các dưỡng chất thực vật bảo vệ chủ động như axit romarinic, canosol và axit canosic. Hương thảo được thu hoạch cẩn thận bằng tay bằng cách cắt cành để đảm bảo cây hương thảo vẫn còn sống nguyên vẹn. Sau đó, dùng tay tách các lá ra khỏi cành và thu nhận hoạt chất. Nghệ, chiết xuất nghệ trong hỗn hợp Phytorotec được trồng ở các nông trại hữu cơ chứng nhận NutriSearch ở Ấn Độ và Campuchia. Dưới mô hình hợp tác xã, các nông trại nhỏ này diện tích 1-2 mẫu Anh, tương đương 4.047m2 đến 8.094m2. Duy trì môi trường sống tự nhiên, hoang dã, duy trì sự cân bằng sinh thái, dùng thiên địch để phòng trừ côn trùng, nên không sử dụng thuốc trừ sâu và các hóa chất gây hại. Trước khi canh tác, củ nghệ giống phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Sau khi thu hoạch, nghệ được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để làm giàu dưỡng chất thực vật như curcuminoid. Thành phần hoạt chất có trong nghệ là curcumin. Đậu fava dianta được canh tác hữu cơ ở nông trại chứng nhận NutriSearch trong môi trường tự nhiên ở tiểu bang Cerrado, Brazil. Vùng sinh thái nhiệt đới đồng cỏ, đa dạng với các loại cây và động vật. Đậu fava dianta mọc tự nhiên và được tìm thấy độc quyền ở vùng đất này. Tất cả quá trình thu hoạch theo các hướng dẫn nghiêm ngặt của chính phủ để duy trì tính bền vững môi trường. Hoạt chất dưỡng chất thực vật có trong đậu fava dianta là quercetin. Để sản xuất sản phẩm Double X, tại Amway luôn hành động theo triết lý, từ hạt giống đến thành phẩm. Các thành phần được truy xuất nguồn gốc trong Double X, từ hạt giống được gieo trồng trên cánh đồng cho đến sản phẩm thành phẩm, đều áp dụng thực hành canh tác bền vững. Vai trò của các thành phần trong hỗn hợp Phytorotec trong bảo vệ chủ động là gì? Trước hết, hãy cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của phương pháp này nhé. Mỗi tế bào trong cơ thể chứa nhiều bản sao của một cặp protein đặc biệt giúp phát hiện stress oxy hóa. Khi stress oxy hóa, các cặp protein này tách ra và một protein sẽ di chuyển vào nhân tế bào. Kế đến, protein liên kết với gen chống oxy hóa, tạo nên protein bảo vệ mới, giúp chống lại các gốc tự do dư thừa. Sau đó, protein sẽ rời khỏi nhân tế bào. Quá trình này tiếp tục thực hiện cho đến khi thiết lập được cân bằng oxy hóa. Vai trò của hỗn hợp Phytorotec hỗ trợ cơ chế trên là gì? Đầu tiên, các dưỡng chất thực vật trong chiết xuất hương thảo giúp tạo nên một thành phần của cặp protein đặc biệt. Các dưỡng chất thực vật trong chiết xuất nghệ giúp tách cặp protein đặc biệt. Các dưỡng chất thực vật trong chiết xuất đậu fava dianta giúp ngăn ngừa protein thoát khỏi nhân tế bào để giúp tiếp tục tạo ra các protein chống oxy hóa. Mời bạn xem video sau đây để hiểu rõ hơn về hỗn hợp Phytorotec nhé. Đặc
có biết công nghệ độc đáo nào ẩn đằng sau thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X thế hệ mới? Hầu hết các thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày nay đều có chứa chất chống oxy hóa. Vậy Double X thế hệ mới có những nền tảng khoa học độc đáo và khác lạ trong công nghệ chống oxy hóa của mình không? Sản phẩm Double X thế hệ mới không chỉ chứa hợp chất chống oxy hóa mà nó còn bổ sung thêm hỗn hợp độc đáo Phytoprotect để hỗ trợ cơ thể phòng vệ và chủ động chống lại những thương tổn từ các gốc tự do. Oxy cực kỳ cần thiết để cơ thể trao đổi chất và hoạt động. Nhưng mỗi khi chúng ta tiếp nhận oxy, cơ thể sẽ tạo ra những gốc tự do. Tuy nhiên, khi gốc tự do được sản sinh quá nhiều sẽ gây hại đến các tế bào. Những thương tổn tích lũy theo thời gian là nguyên nhân chính gây ra quá trình lão hóa cơ thể. Hỗn hợp Phytoprotect trong Nutrilite Double X thế hệ mới sẽ bổ sung các dưỡng chất thực vật cần thiết và hỗ trợ cơ chế tự bảo vệ của cơ thể chống lại các gốc tự do dư thừa. Nền tảng khoa học được sử dụng để tạo ra hỗn hợp Phytoprotect được nghiên cứu từ 8 năm trước khi các nhà khoa học Amway tiến hành thử nghiệm trên các loại thực vật có tính năng bảo vệ tế bào trước các gốc tự do. Từ đó, các nhà khoa học này cũng đã phát triển các chiến lược thử nghiệm mới bằng cách sử dụng tế bào gan và công nghệ sinh học phân tử để tìm ra những loại thực vật có thể hỗ trợ tế bào chống lại các gốc tự do. Đến hiện tại, Phytoprotect là một hỗn hợp chiết xuất thực vật độc quyền bao gồm 3 thành phần cô đặc: hương thảo, nghệ và đậu Fava Danta. Với tỷ lệ phối trộn chính xác ở mức độ chuyên sâu, các chất cô đặc này cung cấp sự bảo vệ cho tế bào chống lại các gốc tự do. Vì vậy, từ giờ trở đi khi bạn nghe đến hỗn hợp Phytoprotect, bạn sẽ biết chắc rằng đó là hỗn hợp dưỡng chất thực vật kết hợp với tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên, cam kết hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các thương tổn oxy hóa từ các gốc tự do. Bên cạnh phương pháp bảo vệ chủ động với hỗn hợp Phytoprotect, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Double X cung cấp phương pháp bảo vệ phản kháng thông qua cân bằng 5 màu sắc dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ quả và thảo mộc, đặc biệt tăng cường thành phần màu tím và đồng thời gia tăng hàm lượng chiết xuất dưỡng chất thực vật. Phương pháp bảo vệ phản kháng cung cấp hỗ trợ chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do dư thừa. Đầu tiên là chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu xanh với các chiết xuất từ cỏ linh lăng, hương thảo, cải son, bạc hà, rau mùi tây, đậu nành, cải bó xôi và tảo bẹ. Trong 8 loại chiết xuất thực vật trên, có 4 loại chiết xuất thực vật gồm cỏ linh lăng, cải son, rau mùi tây và cải bó xôi tạo nên hỗn hợp AWBS. Đây là những bộ cô đặc di sản được chọn bởi nhà sáng lập thương hiệu Nutrilite Carl Reinbold từ công thức ban đầu và đến nay vẫn là hỗn hợp quan trọng cho sản phẩm Double X. Kế đến là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu trắng từ chiết xuất của đậu Fava Danta và hành tây. Tiếp tục là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu cam với các chiết xuất từ cam ngọt, bưởi, chanh, quýt hồng, nghệ, cúc vạn thọ. Trong đó, các chiết xuất từ cam ngọt, bưởi, quýt hồng và chanh đã tạo thành hỗn hợp citrus, cung cấp hàm lượng lành mạnh flavonoids. Tiếp theo là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu đỏ với các chiết xuất từ quả acelora cherry và cà chua. Cuối cùng là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu tím với các chiết xuất từ nho, lý chua đen, tiếp cốt thảo và việt quất. 4 loại chiết xuất trên tạo ra hỗn hợp berry. Hỗn hợp này được thiết kế đặc biệt để bù đắp thiếu hụt dưỡng chất thực vật màu tím. Đây là dưỡng chất thực vật thiếu hụt nhất trong chế độ ăn toàn thế giới, theo báo cáo dưỡng chất thực vật toàn cầu. Các nhà khoa học Nutrilite luôn cố gắng hết sức để tạo ra các thành phần có chất lượng tốt nhất có thể. Với phương pháp sấy truyền thống như sấy phun và sấy thăng hoa, thời gian sấy thường kéo dài lâu hoặc nhiệt độ sản phẩm cao có thể ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sản phẩm trên các khía cạnh dinh dưỡng, chức năng và cảm quan. Công nghệ sấy tiếp xúc AWD, Refractive Window Drying, giúp khắc phục được điều này và lưu giữ tốt hơn các dưỡng chất thực vật
trong quá trình sản xuất so với công nghệ sấy truyền thống. Công nghệ sấy tiếp xúc AWD được dùng để chuyển đổi các dịch cô đặc thành bột, tấm hoặc vẩy sản phẩm sấy khô. Năng lượng nhiệt từ nước nóng 30 đến 95 độ C được truyền sang dịch cô đặc, được đặt thành một màng mỏng trên băng truyền bằng nhựa. Nước từ dịch cô đặc sẽ bốc hơi và bị loại bỏ bởi hệ thống rút không khí ẩm phía trên băng truyền. Sau khi được làm lạnh, sản phẩm được cạo ra khỏi băng truyền. Sản phẩm Double X ứng dụng công nghệ tiên tiến sấy tiếp xúc AWD cho một số chiết xuất như hỗn hợp AWBS, hỗn hợp citrus và chiết xuất bạc hà. Công nghệ sấy dịu nhẹ này giúp lưu giữ lại một số các dưỡng chất thực vật nhạy cảm quan trọng, màu sắc, hương vị của bột cô đặc. Bột cô đặc chứa nhiều hơn hàm lượng dưỡng chất thực vật và giảm các chất mang, từ đó làm giảm kích thước viên thành phẩm. Bên cạnh dưỡng chất thực vật đến từ 22 loại rau, củ quả, thảo mộc, sản phẩm Double X chứa 12 vitamin, 10 khoáng chất, được thiết kế với tỷ lệ cân bằng, giúp hỗ trợ cho các chức năng bình thường của toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như tim, folate, giúp duy trì mức homocysteine trong ngưỡng bình thường. Đây là điều quan trọng cho sức khỏe tim mạch. Não, vitamin E, B6, B12 và folate cần thiết cho chức năng dẫn truyền thần kinh. Mắt, vitamin A cần thiết cho thị lực bình thường trong điều kiện ánh sáng yếu và lutein để hỗ trợ hoạt động bình thường của điểm vàng. Da, vitamin A, C, biotin và niacin hỗ trợ hình thành collagen, giữ độ ẩm và độ đàn hồi của da. Xương, khoáng chất canxi, magie, đồng, kẽm và mangan và vitamin D, C và A. Tất cả đóng vai trò phối hợp trong việc xây dựng hệ xương chắc khỏe. Năng lượng, các vitamin nhóm B góp phần chuyển hóa năng lượng bình thường từ các loại thức ăn và sắt cần thiết cho sự vận chuyển và lưu trữ oxy bình thường cho tất cả các mô cơ thể. Miễn dịch, vitamin C, vitamin D và kẽm đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và chức năng bình thường của các tế bào bạch cầu. Tế bào, vitamin E, axit pantothenic và selen hỗ trợ sức khỏe và chức năng bình thường của tế bào. Công thức chứa hàm lượng cân bằng, phù hợp các vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe. Vitamin và khoáng chất thực hiện hàng trăm chức năng trong cơ thể để duy trì sự sống. Chúng cùng phối hợp với hỗn hợp phytorotet và các dưỡng chất thực vật khác giúp chống lại stress oxy hóa hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Double X có tính thân thiện với người dùng. Kích thước viên nhỏ hơn 1/3 so với phiên bản cũ nhưng chứa nhiều dưỡng chất thực vật hơn. Điều này giúp việc uống sản phẩm dễ dàng. Thêm vào đó, sản phẩm có chứa bạc hà với hương thơm dịu. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X với công thức đột phá, cung cấp cho cơ thể đa dưỡng chất, bao gồm 12 vitamin, 10 khoáng chất và cân bằng 5 màu sắc dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ và thảo mộc. Sản phẩm chứa hỗn hợp độc quyền Phytorotet, hỗn hợp độc đáo các dưỡng chất thực vật từ chiết xuất hương thảo, nghệ, đậu fava dianta. Sản phẩm Double X giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và giảm lão hóa cơ thể. Đối tượng sử dụng sản phẩm Double X là những người từ 12 tuổi trở lên. Sản phẩm được đóng gói hút chân không với 3 màu sắc khác nhau ứng với mỗi loại dưỡng chất. Màu vàng đồng là gói đa vitamin, màu bạc là gói đa khoáng chất, màu xanh lá cây là gói dưỡng chất thực vật. Cách dùng, uống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần uống mỗi loại một viên cùng với bữa ăn. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn đã hoàn thành nội dung của khóa học Nutrilite Double X. Mời bạn cùng điểm lại những điểm chính của khóa học này nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X với 12 loại vitamin, 10 loại khoáng chất và dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau, củ, thảo mộc.
stress oxy hóa làm gia tăng quá mức gốc tự do, làm đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể. Bảo vệ chủ động với hỗn hợp Phyto-Rotet, hỗn hợp cấp bằng độc quyền sáng chế Phyto-Rotet gồm nghệ, hương thảo, đậu pha va dienta. Hỗn hợp Phyto-Rotet cùng với vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật trong sản phẩm Double X giúp bảo vệ chủ động cơ thể trước stress oxy hóa. Bảo vệ phản kháng với cung cấp chất chống oxy hóa nhiều hơn. Chiết xuất thực vật có hàm lượng cao, được tiêu chuẩn hóa, giúp gia tăng bảo vệ phản kháng, dập tắt hoạt động của gốc tự do dư thừa. Cân bằng 5 nhóm màu sắc dưỡng chất thực vật giúp mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe. Gia tăng thành phần màu tím để bù đắp thiếu hụt dưỡng chất thực vật trong chế độ ăn hàng ngày. Giảm 1/3 kích thước viên so với phiên bản cũ, dễ nuốt, chứa hương thơm bạc hà thơm dịu và êm dịu với dạ dày. Mời bạn xem đoạn video sau đây để tổng kết lại các thông tin liên quan đến sản phẩm Double X nhé. Nutrilite cùng với những cải tiến khoa học đã mang đến một sản phẩm vượt trội về đa vitamin, đa khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X thế hệ mới. Cơ thể con người là một hệ sinh thái. Hệ sinh thái này rất nhạy cảm với các tác nhân từ môi trường bên ngoài và luôn cố gắng duy trì sự cân bằng bên trong. Dựa trên các nghiên cứu khoa học tiên tiến, Nutrilite đã chỉ ra rằng các tổn thương của tế bào gây ra do dư thừa gốc tự do có thể kiểm soát được. Thấu hiểu điều này, Nutrilite đã khám phá ra sự kết hợp tối ưu của ba dưỡng chất thực vật thông qua 20.000 bài thử nghiệm trên hơn 1.000 loại thực vật. Hỗn hợp này còn được gọi là Phyto-Protect, giúp cơ thể chúng ta chống lại các gốc tự do dư thừa bằng cách kích hoạt cơ chế tự bảo vệ và chống oxy hóa. Đây chính là lý do mà Nutrilite tạo ra sản phẩm Double X thế hệ mới với Phyto-Protect. Nutrilite đã tìm kiếm trên toàn thế giới để tìm ra những loại dữ liệu này ở dạng tinh khiết và giàu tiềm năng dinh dưỡng nhất. Nghệ thu hoạch từ những trang trại hữu cơ được chứng nhận ở Ấn Độ và Campuchia. Hương thảo thu hoạch thủ công từ dãy núi Atlas ở Maroc. Và đậu pha va dienta đến từ vùng thảo nguyên nhiệt đới ở Brazil, nơi có sự đa dạng hóa về thực vật và động vật. Chúng ta không thể kiểm soát được các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài, nhưng với việc bổ sung vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật từ Nutrilite Double X, chúng ta có thể cân bằng hệ sinh thái bên trong cơ thể một cách tối ưu nhất. 5 màu sắc dưỡng chất thực vật được cân bằng qua việc cải thiện các thành phần thực vật có màu tím mà đa số mọi người đang bị thiếu hụt nhất. Vấn đề này đã được Nutrilite, nhãn hàng luôn đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng dưỡng chất thực vật, kiểm tra và công bố trong báo cáo dưỡng chất thực vật toàn cầu. Với việc cải tiến công nghệ cô đặc và tìm kiếm những tiềm năng dinh dưỡng cao hơn từ các loại cây trồng, kích thước của viên uống mới đã giảm 1/3 so với kích thước ban đầu, giúp bạn dễ uống hơn nhưng vẫn đảm bảo hàm lượng của dưỡng chất thực vật bên trong. Với hơn 80 năm chuyên môn về khoa học dinh dưỡng và triết lý kết hợp giữa tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên, Nutrilite giới thiệu sản phẩm Double X thế hệ mới. Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng vượt trội với hỗn hợp độc đáo Phyto-Protect. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người mắc cảm với các thành phần nào của sản phẩm. Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú hoặc người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Các bạn vừa mới hoàn thành các nội dung: tác hại của stress oxy hóa làm đẩy nhanh quá trình lão hóa, vai trò của 5 màu sắc dưỡng chất thực vật hỗ trợ bảo vệ chống oxy hóa cơ thể, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X giúp kích hoạt phòng vệ, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Để hoàn thành nội dung khóa học, bạn cần vượt qua bài kiểm tra sau.